Thưa quý vị, vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, chiều 29 tháng 9. Tính đến thời điểm hiện tại đã khiến 2 người tử vong, 1 người mất tích, 5 ô tô bị vùi lấp, bao gồm 1 xe khách, 1 xe tải và 3 xe con. Giao thông bị ách tắc. Đây là hình ảnh từ trên cao ghi lại hiện trường sạt lở lũ quét vùi lấp nhiều nhà cửa và phương tiện ở km 51 quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang. Hàng nghìn mét khối đất đá từ trên đồi đã vùi lấp tuyến đường, gây ách tắc giao thông. Hình ảnh chiếc xe ô tô khách được cơ quan chức năng cẩu lên khiến người xem rợn người và có thể nghĩ rằng những người trên xe đã khó qua khỏi. Nhưng may mắn lại đến với ô tô khách này khi 5 người trên xe đều an toàn sau vụ sạt lở. Theo thông tin ban đầu, sáng 29 tháng 9, anh Hoàng lái xe khách giường nằm đi hướng thành phố Hà Giang tới thành phố Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Trên xe lúc đó có 5 người gồm cả nhân viên nhà xe. Khi đến km 51 cộng 200 quốc lộ 2, đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang, thì bị đất đá từ quả đồi sạt xuống để trúng xe khách. Sau vụ sạt lở, chiếc xe bị đẩy xuống cống bên đường, đất đá vùi lấp một phần thân xe. Rất may mắn, anh Hoàng và những người trên xe đã thoát chết. 17 giờ 45 phút chiều 29 tháng 9, chiếc xe khách được lực lượng chức năng cẩu khỏi hiện trường trong tình trạng hư hỏng phần vỏ, động cơ tạm thời vẫn hoạt động bình thường. Bà Vũ Thị Hoa, chủ nhà xe Thanh Bằng chia sẻ, khi nhận được tin xe gặp nạn, bà di chuyển từ thành phố Tuyên Quang lên để hỗ trợ xử lý vụ việc. Theo bà Hoa, khi đến nơi thấy mọi người an toàn khiến bà nhẹ nhõm, vì xe hỏng thì có thể sửa, tính mạng con người là quan trọng nhất. Thống kê của Công an tỉnh Hà Giang cho thấy có hơn 3.000 mét khối đất đá từ ta luy dương trên quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh sạt xuống khu dân cư làm đổ sập 3 ngôi nhà. Đất đá tràn xuống mặt đường làm 5 xe, bao gồm 1 xe khách, 1 xe tải và 3 xe con bị vùi lấp. Cho đến sáng nay 30 tháng 9, lãnh đạo xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang cho biết, lãnh đạo địa phương đã vận động di rời khẩn cấp 46 hộ dân với 170 nhân khẩu tại thôn Thượng Mỹ và Tân Mỹ, nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Các hộ dân được di rời bố trí ở tạm nhà văn hóa thôn Tân Mỹ. Trong khu vực phải di rời này có các ngọn đồi sát quốc lộ 2, đoạn qua km 49 đến km 51 đã xảy ra sạt lở chưa qua và còn có nguy cơ sạt lở tiếp. Điểm sạt lở đất tại km 49 thuộc địa phận thôn Nậm Buông hiện vẫn chưa thể thông xe. Các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích. Thời gian qua, các vụ sạt lở nghiêm trọng tại các tuyến đường quốc lộ tại các tỉnh miền núi phía Bắc vẫn đang tiếp tục diễn biến, khiến nhiều người dân lưu thông vô cùng lo lắng. Vụ sạt lở đất ở xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang đã trực tiếp ảnh hưởng đến phương tiện giao thông đang di chuyển, trong đó có một xe ô tô khách. May mắn là tài xế và hành khách trên xe này đều an toàn. Chúng tôi đã có kết nối trực tiếp với anh Vũ Minh Hoàng, tài xế xe khách Thanh Bằng, nhân chứng vụ sạt lở ở Hà Giang để cùng lắng nghe những thông tin từ anh. Vâng, xin chào anh. Lần đầu tiên chúng tôi xin gửi lời chia sẻ về sự cố vừa rồi tới anh Hoàng, tài xế xe khách Thanh Bằng, nhân chứng sạt lở ở Hà Giang vừa qua. Vâng, thưa anh Hoàng, chắc hẳn là vụ sạt lở vừa qua đã để lại cho anh sự bàng hoàng. Vậy anh có thể chia sẻ lại cảm xúc cũng như là thuật lại khoảnh khắc xe bị gặp nạn được không ạ? Xe mình đi đến ấy, thì là đường nó đang tắc, đằng trước thì nó đang tắc cứng rồi. Thì đến nơi thì mình thấy người dân ở ven đường, ấy, người ta đứng, người ta xem ấy, thì người ta chỉ cái tay ấy, chỉ cái tay lên đồi. Thì mình cũng có theo cái... thì mình ngoảnh mặt sang này thì mình thấy cây trên đồi nó động, thì mình cũng, lúc đấy mình bản thân mình cũng nghĩ là đất đồi nó sạt rồi đấy. Thì theo cái phản xạ thì mình cũng tiến xe lên thêm để gọi là tránh vào cái chỗ nó trung tâm ấy. Thì đằng trước nó vướng, thì đến lúc mình dừng lại thì chỉ thấy là nó cứ đùn cái nó có một cái lực đùn xe mình đi. Mà khi đấy là mình đã làm cho máy xe nó chết rồi, vẫn còn cố chân mình đạp phanh không thể giữ nổi, thì nó cứ đùn cái xe ngang đi thôi. Thì nó chỉ trong vòng khoảng tầm độ khoảng 3 giây thôi. Thì trong đầu lúc đấy thì mình cũng vẫn cứ bảo là thôi thì cứ cầu trời là chờ đến khi nào nó dừng lại thì xem nó có như thế nào không đấy. Thì khi mà là nó khi mà cái xe nó rơi xuống cái khe nước ấy thì mọi người trên xe vẫn an toàn, thì mình cũng cắt điện của xe đi và mình nhắc nhở mọi người là phải lấy dép để đi, chứ không là khi ra máy thì kính vỡ nó rất là nhiều, làm mọi người bị thương. Thì trong đầu lúc đấy thì cũng không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết là mình đến thời điểm đấy thì mình vẫn còn đang là người sống sót, chưa bị gì cả, thì
cũng là một cái điều mừng. Còn về tài sản thì nó thiệt hại thì nó là những cái thứ mà có thể mình vẫn làm ra được đấy, nhưng mà cái mắt là cái con người và cái tất cả toàn bộ con người trên xe là an toàn, không ai làm sao cả. Đấy là một cái điều mà may mắn mà rất là mừng. Dạ vâng, trong lúc cấp bách như vậy thì anh đã hành động như thế nào để tránh được hậu quả khôn lường về tính mạng của mình và các hành khách thưa anh? Mình thì cái lúc đấy là khi mà thấy người dân người ta chỉ là trong đầu mình cũng đoán được là nó đang sạt ở đất ấy, thì mình cũng có tiến thêm thêm khoảng 5 mét nữa. Thì rất là may mắn cho mình ấy là mình chỉ là cái phần đuôi của cái vụ sạt lở thôi thì nó mới như vậy, chứ còn có thể mình không không tiến được thêm xe lên thì không biết điều gì sẽ, cũng có thể là bản thì sẽ an toàn, nhưng còn xe thì mình cũng không biết được. Đấy là cũng là một cái điều may mắn. Cái lúc đấy thì hôm qua nó rất là may mắn là bởi vì là trời nó mưa rất là to, trên xe đấy cả nhà xe lẫn hành khách là chỉ có 5 người thôi. Đấy thì trong đó thì là có một ông cụ già khoảng tầm hơn 70 tuổi, thì cũng may cụ thì nằm ấy vế bên là không bị hư hại về về xe ấy. Cho nên là khi mà cái lúc đấy cái xe khi mà đất nó đụt cái xe xuống dưới cái khe suối thì bản thân mình thì mình biết là như thế rồi, thì mình cũng vẫn bình tĩnh là nhắc nhở mọi người đi dép và mang theo như tài sản mang theo người, thì vẫn ở mọi người là đi dép vào vì xuống bên dưới là mở để mình cái cửa kính hông ở bên lái ra mọi người xuống ấy, thì mình nhắc nhở mọi người, khách trên xe là các bác hành khách trên xe nhớ đeo giày dép vào. Đấy là vì bây giờ rất nhiều mảnh kính thì có thể là mình sụp đi trên đất nó thương ấy. Thế còn di chuyển hành khách ra khỏi xe thì lúc đấy bắt đầu thì không chưa có cái cảm giác sợ, bởi vì cái lúc đấy sự việc nó xảy ra nhanh lắm, nó chỉ trong vòng vài giây thôi. Thì cái việc đầu tiên của mình ấy thì là phải nhắc nhở hành khách là di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm cho nó an toàn đã. Đấy thì còn lại thì sau đấy là có quan chức năng rồi công an rồi là mọi người đến thì để bảo vệ tất cả là giải quyết cái việc cứu. Sau đó thì có lúc đấy nó nhốn nháo rất là đông, mọi người chuyển đi đâu thì mình cũng không rõ nữa, nhưng mà có vẫn còn cái bạn trẻ ấy, bạn làm công nhân ở dưới Hưng Yên ấy thì còn ở lại, khi mà mình thuê được cậu xe về thì mình đưa bạn ấy về nhà tiếp tục đón xe chuyển đến cái nơi đặt đến. Thì mọi người chia sẻ là lúc đấy thì rất là sợ, nhưng mà vì nó xảy ra, nó sự việc nó xảy ra một quá nó nhanh quá thì cũng có thể là đến bản thân mình thì khi mà xong rồi thì mình cũng cảm thấy sợ, bởi vì nó là giữa cái sự sống với cái chết, ai mà chả sợ. Nhưng mà rất may mắn cái lúc đấy mình vẫn đủ tự tĩnh để nhận mọi người di chuyển ra khỏi cái nơi nguy hiểm, là vẫn bây đến thời điểm này thì rất nhiều người biết cái thông tin là mình gặp nạn ấy thì cũng điện thoại hỏi thăm rồi là cũng chia sẻ, cũng chỉ biết là cảm ơn tất cả tình cảm mọi người quan tâm mình. Nhiều năm gắn bó với nghề lái xe khắp các tuyến đường huyết mạch thì anh đã gặp phải những tình huống khẩn cấp tương tự như những ngày qua hay chưa ạ? Thế này này, mình ở cái con đường Hà Giang này đi cũng được hơn năm rồi đấy, mình làm tài xế cũng được 12 năm rồi. Thì nó cũng đã, trước đây thì nó cũng đã có nhiều lần nó sạt lở rồi ấy, nhưng mà lúc đấy thì nó không gây hư hại gì về người về tài sản cả, nó chỉ gây ách tắc đường thôi. Nhưng mà như ngày hôm qua ấy, thì đúng là trực tiếp mình là người gọi là trực tiếp vào đấy luôn, cũng cảm thấy là rất là sợ. Bây giờ ngày xưa nó không như thế, bây giờ làm sao nó đường nó cứ đất nó cứ lở liên tục ấy. Ngày xưa thì rất là an toàn, mưa nó không mưa nhiều như thế, có thể sạt lở thì gây tắc đường thôi, nhưng mà lần đầu tiên mình chứng kiến là hôm qua là cái vụ sạt lở đất ấy là nó gây thiệt hại về tài sản và gây ra thiệt hại về con người ấy. Ra mình thì mình thích cái xe khách gắn bó lâu
cho nên là sau vụ này mình sẽ nghỉ ngơi một vài hôm cho nó gọi là cảm nó mọi cái nó thoải mái tính lại, xong là mình sẽ vẫn tiếp tục. Thực ra thì cái về cái thiên tai ấy thì những cái điều nó bất ngờ không ai biết trước được ấy, nhưng mà sau này nếu như mà trong công việc ấy thì có một cái mà tôi mà biết là có cảnh báo gì đó thì là tôi sẽ thận trọng hơn rất nhiều, để cái đầu tiên bảo cái an toàn về tính mạng và tài sản của bản thân mình như là cho đi trên xe. Vậy bằng những kinh nghiệm của mình thì theo anh điều gì là quan trọng nhất để tài xế lái xe an toàn qua những khu vực có nguy cơ sạt lở vậy ạ? Theo như mình thì về cái quan điểm là tất cả mọi người không nên hiếu kỳ trong cái việc đấy, bởi vì bản thân mình cũng là mình cũng chứng kiến người ta biết là đất rồi, người chỉ cho mình để mình nhìn thấy, nhưng mà người ta vẫn đứng, người ta vẫn chuyển, thì đấy là một cái rất là nguy hiểm. Vì là khi mà sạt lở đất xuống thì nó không biết nó như thế nào cả, vì nó nhanh lắm, lúc đấy không ai chống được tất cả mọi thứ, từ những cái xe cộ nó như thế mà nó đủ đi đến tận bờ suối rồi, không ai còn không ai biết rằng bây giờ những người ở đấy thì như thế nào, còn có những người mất tích không ai biết ấy. Thì đến bản thân mình thì mình cũng nhìn thấy, khi mình nhìn thấy thì mình cũng nghĩ là cũng một cái cảnh báo cho mọi người, bởi vì là thời tiết thì bây giờ nó cực đoan ấy. Cũng không nên là hiếu kỳ quá, bởi vì dù sao như thế nào thì vẫn phải cái đảm bảo an toàn ấy vẫn là cái ưu tiên hàng đầu. Đấy thì cũng cái là bài học đến bản thân mình hoặc là người thân của mình, cũng là một cái bài học để sau này mọi người chẳng hạn như có vẫn chuyển ấy, thì đến những cái vùng mà nó nguy hiểm tốt nhất là có thể là mình chậm lại một chút, thì biết đâu được lại lại là cái điều may mắn đấy. Bản thân mình trải qua cái sự việc này thì nói thật là đến khi mà ra khỏi đấy rồi thì cũng sợ đấy, cũng rất là sợ, nhưng mà cũng cái may mắn là mọi người thì cũng xung quanh là cũng nhiệt tình, cũng giúp đỡ, cũng bảo vệ tài sản cho mình. Thì nói chung là về riêng về cá nhân cái phương tiện của mình đi thì nó chỉ bị hư hại về về tài sản thôi, còn về người thì tất cả người thì đều an toàn. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Hoàng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.